chỉ đạo nóng của Thủ tướng về hoạt động livestream bán hàng và kinh doanh trên nền tảng số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 56 CDTTG ngày 6 tháng 6 năm 2024 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Theo công điện, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số thời gian qua đã đặt ra những thách thức đối với công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, quản lý thu thuế. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân không kê khai, nộp thuế theo quy định. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử, từng bước kiểm soát chặt chẽ hóa đơn đầu và đảm bảo việc kê khai, nộp thuế đúng quy định pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ khâu sản xuất đến lưu thông, từ khâu nhập khẩu đến bán hàng. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng, trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, nhận hoa hồng từ việc quảng cáo, bán hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.